đến với trang g2a.com để có thể mua được những game bản quyền với giá cả phải chăng. Hello xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với Pixel Gun World. Đây là cái game mà mình chơi hôm trước ấy. Thì như mọi người nhìn thấy mình có khoảng 200.000 coin. Sau khi mình làm cái clip hôm trước thì công ty game đã thấy được cái clip của mình và rất vui vì mình đã quảng cáo cho game của họ. Họ quyết định gửi cho mình 200.000 tiền vàng để mình có thể sử dụng tùy ý trong cái game này. Mình cảm thấy rất là vui và rất là sướng. Và cả mình kiểu không thể ngờ là kiểu những cái gọi là người làm game này lại chú ý cái clip game ở trên mạng như vậy. Họ xem được clip của mình và họ rất là gửi lời cảm ơn đến những người đã ủng hộ game này, những người xem clip mình và ủng hộ game này. Và cảm ơn mình vì đã quảng cáo game này giúp họ. Thì đấy, mình có 200.000 vào là mình có thể ngồi mình xài gì cũng được. Mà bây giờ mình có thể ngồi mình mở cái này thoải mái không? God. Hôm nay chúng ta sẽ mở cái hộp này xem chúng ta được cái gì. Thế. Wow. Chả bùi lắm mấy hôm đó mình ngồi mở lòi mắt ra được. Hình như đồ mở tiền, mở free lúc nào cũng được gọi là đồ ngon hơn là đồ mở tiền hay sao ấy. Mình thử mở. Đấy, sẽ mở 10 hòm để xem mình được cái gì. Một hòm. À, hòm thứ hai. Là mình được skin. Ok. Wow. Hòm thứ ba. Wow, skin nữa. Hòm thứ là mơ được cái gì, súng mà ạ. Mình được Duckman. Hòm thứ 5. Thuốc. Hòm thứ 6. Please, được cái gì tử tế của tao? Okay. Skin. Hòm thứ 7. Này sao toàn được skin vậy? Thuốc. Hòm thứ 8. Cảm ơn, đừng skin nữa. Súng đi. Hòm thứ 9. Cảm ơn. Hòm thứ 10. Mình đua rồi. À, 5 hòm nữa đi. Hòm thứ 11. Hòm thứ 12. Hòm thứ 13. 14. Wow, bây giờ nó còn đơ luôn, nó còn không hiện cho mình là giúp mình được cái gì. Wow, Glass Game rồi này. Ờ, mình được cái gì vậy? Ờ, được. Ờ, ok. Fine. Ổn thôi. Wow, ok, chúng ta sẽ dùng tiền còn lại ta mua đồ tại vì thề mình có thể mua prototype nhưng mà mình cũng có thể mua mấy cái automatic peacemaker này. Cái này mình nghĩ là súng phun nước. Ok. Ok, then chúng ta có thể mua được rất là nhiều thứ khác nhau ấy. Như prototype, mình thật sự ghét cái súng prototype. Mình sẽ không bao giờ dùng cái prototype cả tại vì có siap. Solar Ray Reef Rifle, mình có thể mua con giống Armageddon. Cái súng bắn tên lửa đấy. Anti-gravity. Mình nghĩ là mình sẽ chọn Light Snatcher. Oh, hàng event đấy. Mình có nên mua không nhỉ? Mua đây đi. Và level 7 mình mới nâng cấp được. Ok, cứ tạm thời mua cái đấy đã, xong mình mua cái giáp đã để cho đỡ. Ok, mặc cái giáp này vào. Mũ mình sẽ chọn cái mũ vào lấy trông cho nó căng đét tí. Mình sẽ cái bây giờ đồ ở trong này nó khá là được cân bằng khá tốt rồi ấy, theo những gì còn cái công ty quảng cáo game đó nói lại cho mình. Thì hiện tại game này đang cố cân bằng khá là tốt rồi ấy. Thì mọi thứ khá là cân bằng rồi. Mình sẽ mua cái mặt này, thì mặt này trông khá là cool. Mình sẽ chọn cái mấy cái áo này như nhau rồi nhỉ. Mình sẽ chọn cái này. Với cả cái dây mình sẽ chọn cái vest này là Ninja Tabi, giúp mình nhảy 2 lần. Pay to win, vẫn cứ là pay to win. mình có thể update lên Wonder Fest này. Nghe Wonder Fest này. Súng thì mình sẽ nghĩ là mình sẽ chọn cái Peacemaker này đi. Mình chọn thử cho biết. Xong là Rabbit Pistol này. Ok, hàng event này. Xem nào, bây giờ nha. Chính thì mình chơi cái Peacemaker này. Backup chọn Rabbit Pistol này. Special. Thì mình nghĩ là mình sẽ chọn cái này. 2 Voltage này đi.
Heavy. Heavy mình sẽ chọn cái Armageddon này đi. Ok. Rồi đấy. Bây giờ à không, cái này nữa, mình sẽ chọn Dark Sword nữa. Oh, hết tiền rồi à? Wow. Mình tiêu một lúc hết sạch tiền luôn. Không sao cả, mình vẫn còn 17.000 để mình tha hồ mình đấy. Mình tha hồ mình có thể mở hòm. Bây giờ mình chọn cái skin của mình nó đi quẩy thôi. Equip. Yep. Let's do this guy. Mình cảm thấy mình có lỗi những người chơi kiểu cố gắng ấy. Kiểu người ta cố gắng, người ta cày tiền đâu. Mình muốn chơi một lúc mình lại mình ngồi mình chơi đúng 4 level mình được một đồng tiền rồi. Cảm thấy có lỗi với những bạn. Ô à, tớ rất xin lỗi, tớ không cố tình. Hai một chiến nào. Oh shit, oh fuck. Fuck you, hồi tớ. Oh, cái gì đấy? Mình cũng không nhìn được cái gì cả. Wow, súng xịn hay không ấy thì vào, khi mà vào cái tầm chơi ngu ấy thì có súng xịn mấy đâu cũng là phải là chịu. Oh wow. Wow. Oh không 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 không. A. À! What? Thì như mình bảo ấy, súng xịn mấy mà vào tay ngáo ngơ thì cũng vậy thôi. Mày chạy được không? Mày chạy được không? Chạy được không? Chạy được không? God. Mình cảm thấy có lỗi mày. Ok. Oh god, mình làm gì đấy? Bây giờ mình thử xài răng tên lửa xem rốt cuộc có gì hot không. Xem nào. What the fuck, mình còn không nhìn được cái gì về cái gì nữa. Ôi giời, wow. Nó chơi shotgun. Khiếp, ầm mãi thề cái game này. Cái game này mình giảm bao nhiêu thì nó vẫn cứ là ầm đấy. Ok. Ok. Rồi bắn tên lửa này. Ơ sao sao vướng cái này. Mình không kịp làm cái gì cả. Mình chỉ kiểu đơn giản mình thấy mình chết thôi. Kiểu bất ngờ vãi. Ok. Mày. Ồ tại sao mình cái chờ. Oh god, tại sao mình chuyển cái đấy nhỉ. Ông này bắn thủ đấy. Ông này bắn kinh ấy. Cái ông mèo út này. Ok ok. Ok. Ông ấy đang trong tầm bảo vệ. Ông này chơi Dragon Armor này. Kinh này. Ok. Thề kiểu vướng vãi. Không nhìn được cái gì về cái gì cả. Có mấy cái ông chơi rất là căng à. Chơi ném bom chết chết cơ. Giỏi thế. Chả bù của mình. Xịn rồi chơi cũng vẫn ngáo như thường. Đây. Đây. Chơi hết rồi. Oh god, oh god. Wow. Mình né thôi mà. Mình này, tiền được thêm rồi này, nhiều tiền đấy. Bảo sao? Bảo sao bây giờ thì yeah, thấy ông lão súng xịn. Hóa ra giờ nó đang nâng phần thưởng của game rồi cày tiền nó dễ hơn. Cái thằng nào bắn mình đấy? Có thằng nào bắn mình đấy? Cái gì đấy? Split the first blood cái gì đấy? Oh shit. Wow, fuck. Ông này chơi shotgun. Căng quá. Ông vẫn là ông đấy thôi, ông cố ông giết mình. Fuck you. À, có mỗi một hai, có mỗi hai đứa trong cái game này cả. Fuck you. À, mỗi hai đứa chơi nhau thế à? Revenge. What? Mình nghĩ là. Ok. Mình nghĩ là kiểu sau mình thoát ra mình kiếm game khác thôi chứ chơi cái này chơi gì đúng không? Chơi này về chơi phải đông người chơi mới thích. Many player, cái gì cũng có many player. Mình chơi thử mấy cái này, cái chỗ khác thôi, map khác thôi. Chơi cái map này chán. Kiểu có lỗi mày. Ok mình. Ui giời, hey, giật cả mình. Cái gì đây? Oh wow. Chơi, wow. Ông ấy quay đi mà ông vẫn bắn được mình chết. Cái thể loại gì vậy? What the fuck? Lag à? Lag vãi kìa. Mình không nhìn được cái gì về cái gì kìa. Wow. What? Lag thế. Lag vãi. Ok. Headshot. Headshot thôi.
Ô không 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 không, mình giết được hai người xong bị cái ông này ông móc lốp chết. What the fuck, lag kìa. Wow. Giật cả mình. Ông nào đấy kiểu đứng ở đây thế này. What the fuck, cái gì đây? Hả? Ow. Cái gì đấy? Thằng này là giết mình. Ok, mình kiểu đang what the fuck. Mọi thứ đang rất là lag ấy. Lag vãi. Hả? Cái gì đấy? Chuyện gì nó xảy ra đấy? Wow. Ông này ở đâu qua đây? Sao ông này ông bắn tôi chết ngay được vậy? Ok then. Fuck you. What the f... Lag vãi, không làm được cái gì cả ấy. Fuck you. What? Chuyện gì đang xảy ra vậy? What? Mình không giết được mạng nào cả. Lag không hỏi luôn. Giật cả mình. Giật cả mình. Lag vậy? Cái gì thế này? Khó hiểu vậy. What the fuck? Lag. Mình chỉ có nãy giờ tất cả những cái gì mình nói trong game này. Đừng bảo nó giết mình từ vừa nãy, bây giờ mình bắt đầu chết dần dần nhá. Buồn lắm đấy. Wow, double kill, ok. Tôi không biết chuyện gì xảy ra cả. Lag quá. Lag quá mức quy định. Game khủng kiểu gì. Ai đang bắn mình đấy? Ow! Mình nghĩ là mình không nên chơi cái đấy nữa, tại vì thấy trời tối âm ra chắc là do tối quá là lag hay ao ấy. Lag vai. Em cảm giác kiểu trời tối mà trời hôm nay mình quay buổi tối ấy, mà nó lag. Hello. Shit. Ê, đừng đánh em anh ơi. Ơi, cái gì đây? Đừng có chạy nhanh thế. Vẫn trượt. Wow. Xuyên hiện đại, hiện đại. Thì nhau chết. Wow. Mình bị ai vậy? Tích khoe tên lửa đúng không? À được rồi. Tôi đã không muốn rút tên lửa của tôi ra, ông lại cứ làm thế. Fuck. What the fuck? Ok, mình trúng rồi. Fuck me. Tao mồm. Tao mồm nhưng không biết bắn tên lửa. Làm sao mình thử bắn tên lửa lúc đã ra. Oh shit. Mình bắn quả một đống người. Nhưng mà có hôm sau có móc lốp. Cứ xin tên lửa hết đạn. Không. Lại thằng này rồi. Được rồi, mình nhắm cứ nhắm rồi mình bắn rồi mà đã thế. Đã thích thế gì? What the fuck? Ở đâu ra đây? Còn chả phải cái ông đấy bắn mình nữa. Cái ông bắn của mình là mà lại là một thanh niên khác. Thế đâu ra bất ngờ vậy? What the fuck? Mình không nhìn được cái gì cả. What? Hả? Tôi cảm thấy khó hiểu. Oh god, wow. Hey. Mệt ghê ha. Đông người bắn khó chịu ghê ha. What the fuck. Oh god. Mình giết luôn ông ấy à? Ít nhất thì có cái vớ. Có thể mua được cái này không? Tất nhiên là không, thì hết tiền rồi. What the fuck. Wow.
cầm súng lục thôi, anh vợ anh vẩy kinh quá, anh sợ quá. Thôi 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 thôi. Ok, ok, ok chưa? Ok chưa? Nhá! Mình còn chưa kịp xem kết quả, mình ấn vào thì là cùng thoát ra luôn. Ok. Khó hiểu ai. Giết được nhiều rồi. Ao. Lại anh này rồi. Trước mặt anh này quen quen. Đâu rồi? Ui giời, bắn tên lửa. Yep, bắn tên lửa. Nó chắc chắn bắn tên lửa. Bắn. Chắc chắn bắn tên lửa. Fuck you. Ui giời. Lại bắn tên lửa. Toàn chứ bắn tên lửa, tôi tính quá tôi không theo kịp. Wow, bắn tên lửa tệ vãi. Oh, double kill kìa. Ui, double kill. Có chuyện gì xảy ra ấy? À, bắn phát lửa thôi. Mình bắn được rồi. Ok. Vẫn ông này chơi tên lửa. Ông này vẫn Rambo lùn mình. Rồi có đứa bắn sau. Cái trò này ghét mỗi cái mình không biết là bắn nó hướng nào. Giật cả mình. Rồi mình giết được 3 người trước khi chết. Good. Em ổn. Nào, thằng nào muốn đánh nhau nào? Ôi rồi, đông quá, đông người muốn đánh nhau cả. Đông người có muốn đánh nhau thế thì kinh rồi. Em sợ rồi. What the fuck? Hết bảo vệ rồi mà. Dìa rồi. Rỉa thôi, bây giờ biết sao rồi. Bây giờ thật đấy chỉ có rỉa. Chủ cứ là nào chết ở đấy thôi. Nào, ông nào đánh nhau tiếp ạ. Tôi xong rồi rồi. Không, đông quá. Ở đây, cái tên lửa mình đẩy mình ra cái chỗ đông người ấy, mình chết. Ôi rồi. What the fuck. Ê, giật mình. Ôi dồi, chỗ này đông người quá. Mình thấy có ông sniper trên nóc nhà, mình đang định bắn nhằm bắn tên lửa nhưng mà có vẻ chưa. Bắn loạn quá anh. Bắn chả có kiểu chiến thuật gì cả. Làm sao cứ thua. Không đấy. Thằng này bắn có chiến thuật vãi ấy. Ê, thằng này nó bắn nhiều nhất này. Giỏi vãi. Anh ơi, em fan của anh bắn nào siêu ấy, anh chỉ em cái. No. Không. Không. Mình hạng 5 luôn mà, tụt phát xuống hạng 5 luôn mà. What the fuck. Tôi cảm thấy khó hiểu nha. No. Ok, không, đừng bắn em. Nó chơi súng phun lửa. Kiếm đâu con rồng kinh ấy. Con rồng hoành tráng ấy. Thề. Đây, tên lửa đâu rồi. Mình làm gì đấy. Mình là súng ngắm đấy, mình ngắm nó. Đứng gần nó bắn, mình nhắm nó. Ê, giật cả mình. Đằng sau có đứa đây. Đông vui đấy, không biết, không cả. Đứa. Ê, thằng này. Rốt cuộc. Mày làm gì đấy? À. Nó vẫn giết được mình. Mình giết được nó trước mà mình vẫn chết sau nó. À, mình vẫn chết ngay sau nó. Chết vì nó. Đang đông vui à? Đây gặp cái. Làm gì đây? Ôi. Không. À, không, khắc một nữa. Khắc nữa. Mình không kịp chuyển sang xuống tên lửa không thì nó chết được mình ấy. Mình kiểu phản ứng chậm. Tao đùa ơi. Đấy, chết được prank bro. Chết được prank.
Chết Frank. Xin máu cái. Đơ cái Iron Man đi. Ai ui khiếp đồng thế. Satan. Anh Satan. Anh Santa. À nhầm Santa con. Ôi 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 ôi. Ôi. À. Mình không bị chuyển sổ. Thế mình hay bị cuống ra cái tên lửa với cả các thứ vai. Nhưng mà kiểu thông minh hơn tí khi mình giết được đống mạng rồi đấy. Toàn lỡ cơ hội ngàn vàng thôi. Bắn cứ kiểu một viên bắn một đứa này thì quá tôi. Quá tôi. Ôi. Đang đấu bảng kia nhé. Đấu bảng ơi. Ô cái gì đấy. Ok. Ô cái gì chết này đây. Cái gì chết này đây. Ô ô ô. Ô ô ô ô ô ô. 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 Ô fuck. Ô. Ô god god. Ok ok. À chết rồi. Ô trên này cái chỗ này hay đấy nhỉ. Thế lúc nãy có khi mình lên đây mình vui vẻ tí nhé. Mình nhảy lên đây được mà. Ồ oh, không mình không nhảy được. Ồ ồ oh, oh. Sao vừa đấy nhảy không được vậy. Không. No. Tôi buồn. Tôi buồn quá. Ôi bom ở đâu ấy. Fuck you. Ồ oh, không tránh xa đâu ra. Double kill. Tên lửa. Tên lửa. Triple kill. Oh fuck, sao có đứa xuất hiện. Nó có đứa xuất hiện, cái quá. Oh fuck, chết kìa. Phô lý bay. Phô lý bay. Wow. Wow, cho đi trượt vì cái lý do thần kỳ này được trượt. Ê, lờ màu. Ê, lờ màu. Ê, lờ màu. Ê, lờ màu, fuck. Mình thắc mắc là nếu mình bắn vào người mình thì tên lửa vào người mình có sao. Yeah, mình ô oh, mình chết đấy, mình chết đấy. Mình chết vì mình ngu đấy. Đấy người ta gọi là chết vì ngu đấy. Ta hiểu. Ta hiểu. Mỗi ngày có một thứ mới vui vẻ về học hỏi. Lag in the ear. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you, fuck you. 29, 29 mạng. Vì chơi súng ốp. Ah, Peacemaker. Galactic Gun, boy. Oh, có đứa chuẩn bị và giết mình ấy. Oh, oh. Ôi rồi, à, shotgun. Ông này có cái ông giết mình không nhiều đấy. Chiến tiết được hai mạng, giết không nhiều rồi. Vậy đâu rồi, ông trước không biết luôn. Ông vui không nhau. Em đi đây, chạy chạy chạy. Ghét nhất mấy thằng sniper. Mày nữa. À, God. Sao mình chuyển sang cái súng đấy mình bắn nhỉ. Mình cứ tưởng cái súng đấy súng tên lửa. Tên lửa mình số 4, khổ quá cơ. Đây này, đây mới gọi là súng tên lửa này. Fuck you. Oh no. Oh God. Fuck. Đằng sau có người, đằng sau có người, đằng sau có người. Đằng sau có người, đằng sau có người. Mình không biết, mình không biết. Yes, cuối cùng. Sau khi mình được những cái khẩu súng rất ốp, cuối cùng mình cũng có thể thắng được. Vậy mọi người vừa xem xong Pixel Gun World. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau. Mình, goodbye.